Với sứ mệnh là doanh nghiệp hiện đại hóa ngành xổ số Việt Nam, Vietlott đã liên tục ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất của ngành xổ số thế giới để nâng cao trải nghiệm của người chơi xổ số Việt. Trong 5 năm qua, Vietlott cho ra đời các sản phẩm ma trận có giá trị giải thưởng jackpot cộng dồn từ hàng chục đến hàng trăm tỷ như Mega 6/45 và Power 6/55. Các sản phẩm dãy số như Max 3D, Max 4D dễ chơi, cơ hội trúng giải cao cho đến xổ số quay nhanh Keno được quay thưởng liên tục với tần suất 10 phút một kỳ quay và 95 kỳ quay một ngày để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người chơi xổ số tại Việt Nam. Chú bán được Vietlott được gần 5 năm rồi. Nó là xổ số tự chọn. Người chơi ấy có thể là tự chọn số trên cái thẻ chọn số. Sau khi người ta chọn xong thì người ta đưa, mình chỉ đưa máy nó in nó rất chuẩn xác mà không có nhầm lẫn gì cả. Nếu người ta không thích chọn thì người ta có thể cho chọn, máy chọn theo kiểu xác suất nên rất nhanh. Từ khi mở Vietlott Meccano là không có một ngày nào là cô không chơi cả. Thể thức chơi thì đơn giản, là nhanh và thậm chí kể cả đổi thưởng thì cũng rất là nhanh. Tiết kiệm thời gian. Còn nhất là những người làm văn phòng như mình. Vietlott luôn nhanh chóng cập nhật những công nghệ mới nhất từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xổ số tự chọn như Smart Play. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott đều được triển khai trên nền tảng kỹ thuật số hiện đại và đáng tin cậy. Smart Play International has been around for over 25 years and we work with over 400 lotteries in 114 countries. And we're delighted to be partnering with Vietlott to bring modern experiences to their lottery players and to enhance the awareness of responsible gambling in Vietnam. Power, Mega, Max 4D, 3D đều có, chủ yếu là Keno này thì là họ chơi nhiều hơn. Chú giải thì cũng nhiều giải to, giải bé, một ngày thì nhiều lắm, giải gần 1 tỷ có rồi. Tiền triệu hoặc là vài trăm nghìn thì từng kỳ chứ không phải ngày, rất là nhiều. Thì ngày xưa chơi vé số thì sau 6:30 biết được ai giàu hơn ai. Còn ngày nay thì chỉ cần sau 10 phút là đã biết rồi. Cuối năm 2020, Vietlott ra mắt kênh phân phối qua điện thoại Vietlott SMS. Chỉ với chiếc điện thoại, người chơi có thể mua bộ số mình yêu thích tại bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Vietlott người ta có bán qua các cái mạng mobile phone, rồi là Viettel, rồi là Vinaphone. Thì khách hàng có thể là mua ở trên đấy được. Trong cái thời điểm mà dịch bệnh đang bùng phát như thế này, tất cả mọi người dân đang hạn chế ra ngoài đường. Nếu như có dịch vụ Vietlott SMS thì mình chỉ cần ở nhà gửi tin nhắn và vẫn có thể chơi bình thường. Và việc VMT tham gia trong quá trình số hóa kênh phân phối của Vietlott thì giúp người tiêu dùng có một kênh mới tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn. Và đây là kênh chính thống giúp người bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động mua vé xổ số. Tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ xổ số hiện đại, người chơi tại Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những sản phẩm giải trí có thưởng của Vietlott trong thời gian tới.